bánh phá đây, bánh phá thơm ngon đây. Xin chào các bạn yêu. Xin chào các bạn. Hôm nay mẹ sẽ muội sẽ làm cái món bánh phá miền Tây nha các bạn. Nguyên liệu để làm bánh phá của mình gồm có là đậu phộng với đậu xanh. Đậu này là mình đã luộc nó chín luôn rồi. Đây là củ sắn, khoai lang, mình cắt sợi. Còn đây là thịt heo mình đã xào nên nó chín luôn. Đây là hến, đây là tôm, hành lá. Và trước hết là mình sẽ pha bột nha các bạn. Mình có bột gạo và bột chiên giòn. Mùi cắt bột ra giùm mẹ đi. Mùi cắt bịch bột này ra cho mẹ nha. Rất là nhiều kéo. Và bây giờ là mình sẽ pha bột gạo trước. Bột gạo cái hột nó to cho nên mình phải pha nó trước. Bột đó đây, bột đó đây, bột đó. Con cắt luôn, con cắt hết qua luôn cho mẹ đi, dễ đổ ra. Lấy kéo qua, lấy kéo qua, lấy kéo qua, cắt to. Nhưng mà kéo con không cắt đủ. Sao kéo con không được? Giờ mình khuấy cho cái bột gạo này nó tan hết, nó mịn đều. Mình sẽ cho bột chiên giòn vào. Trời cắt chiên giòn. Đúng rồi, tới bột chiên giòn cho vào luôn. Trời nhắc. Trời nhắc hả? Trời nhắc hả? Trời nhắc. Trời nhắc ao. Trời nhắc đó, bạn mùi ăn cái gì á? Bạn mùi giới thiệu các bạn biết đi. Giơ lên các bạn, quảng cáo luôn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Băng. Sờ nách khoai tây nha. Dạ. Dạ nách khoai tây. Cho mẹ ăn cái coi, rút mẹ ăn miếng coi, thèm quá. Ngon. Nhớ con hái xiêm mẹ. Thương cái xiêm rồi hả? Dạ. Mẹ ăn cái xiêm rồi. Ngon quá, ngon quá. Không ngon. Ngon rồi. Dạ hỏi không ngon. Không ngon chút nào hết trời. Dạ không. Ngon quá, ngon quá. Dạ hỏi không ngon. Không ngon. Dạ hỏi ngon đi. Ngon quá, ngon quá. Dạ hỏi không ngon đi. Không ngon, không ngon. Dạ hỏi ngon đi. Ngon quá, ngon quá. Mẹ ơi, cho ra con sợ với con giấu nè. Đúng rồi. Wow, nhìn ở bên đây con dấu nó to quá ha. Con thỏ nó nhỏ nhỏ bự bự. Đáng yêu quá. Đáng yêu quá hả con? Thỏ với mẹ nữa ha. Cảm ơn mọi người nha. Bột mình khuấy cho nó tan đều, nó mịn rồi thì mình sẽ cho vào đây thêm 2 quả trứng gà. Thôi con đập nó chảy tùm lum thôi. Công lắm. Mẹ con, giờ con đó nó bị gì rồi? Con gì con? Con gà con nhà hả? Con nó bị gì rồi? Con gà con nó nở từ trong quả trứng gà đó con biết không? Rồi mình sẽ khuấy lên. Nhưng mà nó bị. Bạn muội nhìn mẹ khuấy nè, khuấy bột lên. Khuấy trứng gà lên nè, thấy không? Ngon chưa? Nhìn bột nó ra màu gì bạn muội? Màu vàng vàng chứ không còn gì, màu vàng vàng. Bây giờ mình sẽ làm gì bạn mùi biết không? Màu vàng vàng kìa. Bây giờ mình sẽ đi bắt chảo dầu lên, mình chiên bánh thôi. Bạn mùi đập ruồi cho mẹ đi, sao con ruồi nào nó thích ăn bánh của mẹ quá vậy? Ê, bà cua nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ bánh nha các bạn. Mình sẽ làm nóng cái bá này trong cái chảo dầu, mình ngâm một chút cái bá mình nóng. Bột. Cho củ sắn với khoai lang. Thịt.
đậu xanh với đậu phộng mình cho vào đây luôn. Tiếp tục mình cho bột vào cái vá để cho nó dính lại các nguyên liệu với nhau. Mình để con tôm lên trên cùng hết. Wow. Bột cái tôm dính. Mình sẽ đem qua mình thả vào chảo dầu luôn nha các bạn. Wow. Bánh của mình á, khi nó chín thì nó sẽ tự nó tách ra khỏi cái vá và nó nổi lên nha các bạn. Đây đó, tách ra khỏi cái vá mình không dính gì luôn nha. Các bạn ơi, mời các bạn cùng ăn bánh vá miền Tây với mẹ con xíu muội nha. Đây, đây là cái bánh vá có tôm, có hến, có thịt, có khoai lang, có củ sắn, đậu xanh, đậu phộng, bột. Thơm ngon quá các bạn ơi. Thơm ngon rất là giòn luôn nha. Có những cái cắt ra sẵn á, cậu ba ăn những cái cắt ra sẵn nè cho nó dễ. Nè, cắt nhỏ ra. Nè, mẹ cắt nhỏ cho bọn muội nè. Đó, bọn muội lấy cái nhỏ nhỏ này ăn. Ăn các bạn nha. Cái này là mình sẽ ăn với rau sống và chấm nước mắm chua ngọt. Chuyện gì vậy bọn muội? Buồn ngủ hả con? Mùi buồn ngủ hay sao á? Sẽ kẹp thêm một ít rau nữa nha các bạn. Có rau ăn, ăn mới ngon. Rồi rau, rau ăn hơi bị ngán đấy. Cá, rau răm. Răm cái lá này. Rau quế. Nói chung là rau thơm, tất cả các loại rau thơm. Wow, hấp dẫn quá. Ăn đây, mẹ cán bóng bánh nhỏ xíu xíu cho con ăn xíu muội. Siêu ngon luôn các bạn ơi. Giòn. Đâu ngon quá còn ăn đâu. Bạn muội ơi, các bạn cho bạn muội nguyên giữ rau này nè. Bánh rất là giòn, rất là béo nha các bạn. Ăn nguyên giữ rau cho ngon. Có đậu phộng, đậu xanh, ăn vô nó béo cực kỳ luôn. Ăn được không? Ăn rau. Tôm, thịt, nó ngọt. Lúc nãy cái bột của mình không có bỏ gì vào hết, chỉ bỏ hai quả trứng thôi mà nó ngọt, nó thơm, nó ngon. Cái bột lúc nãy mình cho hai quả trứng gà vô nó giòn lắm nha các bạn, cực kỳ giòn, cực kỳ béo, thơm ngon. Trời ơi, mọi người trời chiên bánh lâu quá mọi người buồn ngủ luôn. Chuyện này làm lâu quá chừng luôn các bạn ơi, làm vừa cực mà ăn ngon ghê. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Con tôm ăn ngon. Trời ơi. Còn thấy bạn ăn không? Ăn ra ăn tôm mới ngon. Ăn con tôm. Quá ngon nha. Quá ngon rồi. Thơm lắm. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha, con tôm. Bánh cắt làm hai. Bột nó rất là giòn. Một cái rồi. Làm được không? Gào. Bà mụ cho bánh mẹ làm số mấy nè con? Nãy giờ có ăn không? Số 10. Số 10, 10 điểm hay là số 10? Nó phải rõ ràng. 10 điểm. 10 điểm chứ số 10 là dở lắm đó nha con. Ăn thử miếng nha. Chiên chiên với cổ ba. Ngon lắm mẹ. Giờ làm gì?
cực ngon cực giá rất cả. Bánh không ngon mà. Đừng ăn món này khỏi ăn cơm nha các bạn. Ăn trừ cơm luôn. Có con mỗi làm gì thế. Bánh cực ngon cực đã luôn. Có mà làm đầu tiên nữa cái bánh này ăn ngon thiệt. Giòn ghê chưa? Giòn tan luôn. Không phải ăn rồi giòn nữa. Hết ngon quá. Các bạn ơi, vậy là cái video làm bánh vá của mẹ Xí Muội đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, may mắn và bình an. Bye bye. Bye bye. Bye bye các bạn em.